Có thể nói, trong hàng loạt những bộ phim Kamen Rider của thời kỳ Heisei, đặc biệt là Neo Heisei, thì cái tên Kamen Rider Double luôn là một ứng cử viên vô cùng sáng giá trong danh sách những bộ phim hay, ý nghĩa và để lại nhiều ấn tượng đậm nét nhất trong lòng các fan. Không chỉ có cho mình một TV series vô cùng trọn vẹn, những tập phim ngoại truyện, hậu truyện của Double cũng được làm một cách tỉ mỉ, chỉn chu và thực sự rất đáng xem. Đây là một ưu điểm sáng giá mà không phải phần phim Kamen Rider nào cũng có được. Và để làm sáng tỏ cho luận điểm đó, hôm nay hãy cùng RTK Media chúng mình khám phá một trong những tập phim điện ảnh Kamen Rider được nhóm đánh giá cao nhất, đó là Kamen Rider Double Forever A to Z Umei no Gaia Memory. Bài review này sẽ có những tình tiết spoilers nhất định. Nếu các bạn không cảm thấy phiền về điều ấy, thì chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Trước tiên như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim này. Kamen Rider Double Forever A to Z Umei no Gaia Memory là tập phim điện ảnh của Kamen Rider Double, được sản xuất bởi Toei, đạo diễn bởi ông hoàng trái nổ đại tài của làng phim Tokusatsu, Koichi Sakamoto. Phim được công chiếu tại các rạp ở Nhật Bản vào ngày 7 tháng 8 năm 2010 dưới định dạng 3D, đánh dấu mốc cho bộ phim Kamen Rider đầu tiên trong lịch sử của chuỗi phim được sản xuất dưới định dạng này. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào khám phá cốt truyện của phần phim này nhé. Tập phim điện ảnh này lấy mốc thời gian giữa tập 44 và 45 của TV series, có thể coi như câu chuyện về một ngày mưa đầy biến cố của thành phố gió Futo. Cuối tập 44 của series, một đặc vụ của tổ chức X có tên Tabata đã nhận nhiệm vụ vận chuyển một vali chứa toàn bộ những Gaia Memory thế hệ mới đánh ký tự từ A tới Z, gọi là các T2 Gaia Memory, tới trụ sở. Không may, trên chuyến trực thăng vận chuyển các Memory ấy, anh đã bị tấn công bởi một lính đánh thuê máu mặt. Hắn ta đã đoạt lấy chiếc Eternal Memory và hóa thân trở thành Kamen Rider Eternal. Trước tình thế cấp bách, Tabata buộc phải cho nổ chiếc vali ấy và bỏ mạng. Vụ nổ đã tạo thành cơn mưa T2 Gaia Memory rải rác xuống thành phố Futo. Tên lính đánh thuê kia chính là Daido Katsumi, người cầm đầu một nhóm lính đánh thuê tinh nhuệ, bất tử mang tên Never. Chúng đang âm mưu lên kế hoạch nhằm hủy hoại thành phố Futo. Những chiếc Gaia Memory thế hệ mới đặc biệt rất nguy hiểm. Chúng được cho là có số mệnh gắn kết với vật chủ, có thể kết nối vào thần xác của những người sử dụng nó và biến họ trở thành Dopan mà không cần tới Slot. Đáng sợ hơn, những chiếc memory này hoàn toàn không bị phá hủy sau khi bị giáng đòn Maximum Drive. Này, sự xuất hiện của hàng loạt những Dopan đã khiến cho thành phố Futo trở nên náo loạn. Buổi sáng ngày mưa dông, khi đang ngồi đọc sách tại khuôn viên, thì Philip chứng kiến cảnh người dân bị tấn công bởi hàng loạt những Dopan đã từng bị Double tiêu diệt trước đó. Trong quá trình xô sát, anh gặp được một người phụ nữ lạ mặt mặc trang phục khá giống với Surround. Điều này dấy lên một mối bận tâm trong lòng Philip. Sau khi cùng Shotaro hạ gục những tên Dopant sử dụng T2 Gaia Memory, về lại văn phòng thám tử, người phụ nữ lạ mặt kia tự xưng mình là Maria S. Cranberry, một thanh tra của tổ chức điều tra quốc tế, chuyên truy tìm, ứng phó và bắt giữ những tên tội phạm xuyên quốc gia. Bà đã tiết lộ cho nhóm của Shotaro rõ hơn về những Gaia Memory thế hệ mới này, về sự nguy hiểm đáng sợ của chúng, đồng thời tiết lộ thân phận của những kẻ chủ mưu đứng đằng sau việc phát tán đám Memory này. Như đã đề cập ở phía trên, chúng là một nhóm lính đánh thuê tinh nhuệ, bất tử, với sức mạnh thể lực và kỹ năng chiến đấu vượt trội, có tên là Never, dẫn đầu bởi Daido Katsumi, được hồi sinh từ cõi chết bằng công nghệ nghiên cứu sinh học. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Trong quá trình điều tra và tìm lại những T2 Memory rải rác khắp thành phố, Shotaro đã lần lượt đụng độ từng thành viên của nhóm Never. Nghiêm trọng hơn, số phận đã dẫn dắt bọn chúng tìm ra những chiếc T2 Memory phù hợp cho mình. Vừa sở hữu kỹ năng chiến đấu đáng gờm, này lại cộng thêm sức mạnh của Gaia Memory, chúng trở thành những Dopants thực sự ghê gớm, dễ dàng áp đảo Kamen Rider Double. Trong tình thế bị dồn vào chân tường, Shotaro và Philip đã may mắn được cứu thoát bởi một Cyclone Dopant lạ mặt. Sau sự kiện này, nhóm Never đã mở một cuộc tập kích và chiếm quyền kiểm soát tháp Futo. Nhóm Shotaro, sau khi đã thu thập được một lượng T2 Memory nhất định, đã nhận được cuộc gọi từ Maria. Bà yêu cầu bọn họ mang toàn bộ những chiếc memory này tới công trường bỏ hoang để tổ chức điều tra thu hồi lại, ngăn không cho nó rơi vào tay kẻ xấu. Thế nhưng, đây chỉ là cái bẫy do Maria giăng ra. Tại khu công trường, nhóm Shotaro đã đụng mặt Daido Katsumi, kẻ cầm đầu của nhóm Never. Hắn biến thân trở thành Kamen Rider Eternal, và bằng kỹ năng chiến đấu thượng thừa, hắn dễ dàng hạ gục Kamen Rider Double. Eternal kích hoạt Maximum Drive của mình, vô hiệu hóa toàn bộ những Gaia Memory thế hệ cũ
và đặt dấu chấm hết cho những Kamen Rider chính nghĩa của thành phố Futo. Những memory mà nhóm Shotaro cất công thu thập được này cũng đã rơi vào tay kẻ địch. Tại tháp Futo, nhóm Never xuất hiện trước truyền thông, giới thiệu một vũ khí mới có tên X-Bigger và đưa ra tuyên bố sẽ biến Futo thành thiên đường tự do và rằng không ai có thể ngăn cản được âm mưu của họ nữa. Quả đúng là như vậy. Này, các Kamen Rider chính nghĩa đã mất đi sức mạnh của mình, hoàn toàn bị áp đảo trước các Never và những T2 Gaia Memory. Còn Philip, một nửa sức mạnh của Double, thì trở nên hoang mang sau những biến cố với Maria, người phụ nữ mà anh luôn mơ hồ tin rằng chính là mẹ của mình. Thành phố thì giờ đây rơi vào hỗn loạn trước mức treo thưởng 1 triệu yên cho người tìm ra được chiếc T2 Memory cuối cùng. Vậy những người hùng của chúng ta sẽ phải làm cách nào để đương đầu với những tên lính đánh thuê bất tử đáng sợ kia? Liệu họ có thể ngăn chặn được âm mưu xấu xa của các Never? Và liệu rằng còn có những quần khúc gì đằng sau kế hoạch của bọn chúng hay không? Các bạn hãy tìm xem Kamen Rider Double Forever A to Z Ume no Gaia Memory để tìm hiểu kỹ hơn nhé. Để nhận xét về cốt truyện của phần phim điện ảnh này, trước tiên, chúng mình xin nhận định Kamen Rider Double Forever A to Z Ume no Gaia Memory là một trong những movie Kamen Rider có cốt truyện lôi cuốn và chặt chẽ nhất. Mạch phim được triển khai theo lối kể chuyện tiến tính, khá dễ nắm bắt, đan cài với rất nhiều những mâu thuẫn, những nghịch lý, những nút thắt. Phim đã xây dựng được một nhóm phản diện vô cùng áp đảo để trở thành đối trọng cho các Kamen Rider chính nghĩa và hoàn toàn đủ khả năng đe dọa tới an nguy của thành phố Futo. Điều này khiến cho phim giữ được nhịp độ căng thẳng cần thiết. Và tất nhiên, những nút thắt trong phim không chỉ tới từ phần bề nổi này mà còn là những mâu thuẫn sâu sắc trong nội tâm của các nhân vật, cụ thể là Philip và Maria, cũng như sự xung đột tư tưởng của thế lực Kamen Rider chính diện và phản diện, tạo thành những khoảng chiêm nghiệm cần thiết cho khán giả xem phim. Đặc biệt, mạch cuối của bộ phim đã được triển khai một cách vô cùng trọn vẹn khi không chỉ hóa giải một cách thỏa đáng những khúc mắc, những dấu hỏi tồn đọng xuyên suốt tập phim mà còn đẩy cao trào phim lên tới đỉnh điểm một cách đầy cuốn hút. Có lẽ cũng không ngoa khi nhận định rằng những phần phim xoay quanh Kamen Rider Double luôn làm tốt trong nhiệm vụ thu hút sự chú ý và dẫn dắt cảm xúc của người xem. Chỉ có một điều khiến mình không thực sự cảm thấy hài lòng, đó là phân cảnh debut kéo dài trong khoảng 2 phút của Kamen Rider Oz hơi lạc quẻ và khiến cho bộ phim bị đứt mạch một chút. Song, xét trên việc yếu tố Rider mới xuất hiện debut trong phim của tiền bối đã có tiền lệ từ Kamen Rider Decade, All Riders vs Die Shocker rồi, nên khuyết điểm nhỏ nhỏ này có thể châm trước được. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tới dàn nhân vật của phim nhé. Trình tự phân tích trong video này sẽ hơi khác một chút. Chúng mình sẽ điểm mặt tuyến phản diện của tập phim trước, sau đó mới tiến tới những nhân vật chính diện. Nhóm phản diện chính trong phim là Never, những kẻ đã đem nước mắt tới cho thành phố này. Ở phía trên, chúng mình đã giới thiệu tương đối đầy đủ về nhóm lính đánh thuê này. Và bởi các thành viên trong nhóm đa phần không có sự khai thác quá rõ rệt, nên ta sẽ đi thẳng tới khám phá nhân vật Daido Katsumi luôn. Daido Katsumi là thủ lĩnh của nhóm Never, là kẻ chủ mưu trong kế hoạch sử dụng vũ khí X-Bigger và làm náo loạn thành phố Futo. Hắn là một kẻ rất tự cao, độc ác và tàn bạo. Daido không từ bất kể thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Hắn sẵn sàng giảm xuống tay với cả đồng đội và người thân của mình nếu họ làm cản trở kế hoạch của hắn. Daido luôn tự coi mình là một nạn nhân của thí nghiệm, một con quái vật sinh học. Hắn dường như đã thực sự vứt bỏ đi nhân tính. Được hồi sinh từ cõi chết bằng công nghệ sinh học, hắn và các thành viên khác của Never khi xưa đã tranh giành với Museum quyền đầu tư của tổ chức X. Sau cùng, tổ chức X đã chọn hợp tác với Museum. Hắn cùng các thành viên trong nhóm lính đánh thuê của mình từ đó đã tự lực cánh sinh, đi chiến đấu khắp mọi ngóc ngách để tự trau dồi thực lực. Xuyên suốt cả bộ phim, Daido đã chứng minh được bản thân mình là một kẻ vừa có óc chiến lược đại tài, vừa sở hữu khả năng chiến đấu điêu luyện. Hắn đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ để lừa nhóm Shotaro vào trong ngay từ đầu. Và gần như mọi sự kiện trong tập phim này đều đã nằm trong tính toán của hắn. Ở movie A to Z Ume no Gaia Memory, Daido chỉ được thể hiện rõ nét phần bề nổi là một kẻ phản diện vô cùng đáng gờm mà thôi, chứ chiều sâu trong nội tâm của hắn thì gần như không được khai thác nhiều. Để có thể khám phá kỹ hơn về quá khứ, xuất thân của hắn, cũng như hành trình chiến đấu của nhóm Never để có thể đi tới được những sự kiện thao túng thành phố Futo trong tập phim điện ảnh này, các bạn có thể tìm xem phần ngoại truyện Kamen Rider Double Returns, Kamen Rider Eternal để tìm hiểu rõ hơn nhé. Không chỉ mạnh về trí tuệ và thể lực, đằng sau Daido Katsumi còn có một sự hậu thuẫn vô cùng đắc lực của người mang tên Daido Maria. Đúng vậy, đây chính là thân phận thực sự của người phụ nữ bí ẩn mang tên Maria S. Cranberry kia. Bà ta chính là mẹ ruột của Daido Katsumi. Khi xưa,
con trai bà đã qua đời khi còn trẻ trong vụ tai nạn thương tâm. Là một nhà khoa học, một người mẹ rất mực yêu thương con, muốn hồi sinh con mình bằng mọi giá, bà đã chấp nhận bán linh hồn cho quỷ dữ, nhận lời của tổ chức, biến con trai mình trở thành vật thí nghiệm, tái sinh bằng công nghệ sinh học. Hàng ngày, bà tiêm tế bào sinh học vào cơ thể Daido Katsumi, khiến cho hắn ta dù đã chết nhưng vẫn có thể lớn dần. Khao khát mãnh liệt này của bà đã tạo ra những Never của ngày hôm nay. Cũng bởi yêu thương con trai mình tới mức mù quáng, bà sẵn sàng đáp ứng mọi nguyện vọng mà hắn muốn. Lợi dụng sự mơ hồ trong thân phận và quá khứ của Philip, bà đã cùng Katsumi góp một tay đưa cả nhóm của Shotaro vào trong. Phản bội lòng tin của Philip, Maria có thể sẽ rất khó để được chấp nhận và tha thứ. Nhưng xét cho cùng, tất cả những điều mà bà làm đều xuất phát từ tình thương, từ những nỗi đau trong quá khứ và sự níu kéo ở hiện tại. Điều này khiến cho khán giả có thể dễ dàng đồng cảm đối với những hành động của bà. Bởi bản năng của một người mẹ là thương yêu, quan tâm và chăm sóc cho con cái của mình. Dẫu cho có mù quáng, thì đó vẫn là thứ tình cảm rất đỗi thiêng liêng. Sau cùng, ta bước vào tuyến chính diện của bộ phim. Vì tập phim tập trung khai thác sâu nhất vào nhân vật Philip, nên chúng mình sẽ không đề cập tới những nhân vật khác như Shotaro, Teruyu hay Akiko. Philip là một kho kiến thức sống của nhân loại, nhưng anh lại mơ hồ về quá khứ và xuất thân của chính mình. Anh luôn tò mò và khao khát tìm ra một gia đình thực thụ nơi anh thuộc về. Chính sự mông lung và mơ hồ này đã vô tình trở thành sơ hở giúp cho Maria lợi dụng, cải trang thành Surround để lừa gạt anh. Mong muốn tìm về với gia đình một cách bất chấp này và cả niềm tin khờ dại và những điều mơ hồ kia đã khiến cho Philip trở nên thực sự rất đáng thương. Anh phải đối mặt với những giằng xé trong nội tâm, thậm chí là mâu thuẫn với cả người đồng đội thân thiết nhất của mình là Shotaro. Để rồi sau cùng, anh lại nhận phải quả đắng từ chính niềm hy vọng mà anh đang cố vươn tay nắm giữ. Khi người phụ nữ mà anh coi là mẹ lại chỉ coi anh như một công cụ để vận hành kế hoạch cho con trai của bà. Tuy nhiên sau cùng, chính sự lương thiện, nhân hậu của Philip đã giúp cho Maria nhận ra được những sai lầm của mình. Những hối hận tuy muộn màng, nhưng là sự giải thoát cần thiết cho bà khỏi những nỗi đau vương vất trong quá khứ. Một yếu tố khác đáng được nhắc tới trong dàn nhân vật của phim là những diễn viên quần chúng, là đội ngũ những nhân vật đã xuất hiện trong những tập TV series của Kamen Rider Double, là những cư dân của thành phố Futo. Họ đã đóng một vai trò không nhỏ trong trận chiến cuối cùng của bộ phim. Theo cách diễn đạt thân mật, họ đã buff niềm tin cho Kamen Rider Double đạt tới hình dạng Gold Extreme. Xong, phân cảnh này thực sự rất tự nhiên và không hề sáo rỗng. Những người dân trong thành phố này đều biết tới sự tồn tại của một biểu tượng chính nghĩa có tên Kamen Rider. Người ân nhân đã giúp họ vượt qua những rắc rối trong cuộc sống, người lau đi những giọt nước mắt của thành phố Futo. Họ đều từng mắc nợ Kamen Rider. Để rồi, khi người hùng của họ lâm nguy, tinh thần của tất cả mọi người đã cùng chung nhịp đập, đồng lòng hòa quyện lại với nhau, mang theo cơn gió của thành phố này trở thành nguồn sức mạnh to lớn xua tan đi cái ác. Chi tiết này dường như đã hình tượng hóa một tầm vóc bất diệt. Kamen Rider, những người dân và cả thành phố Futo nơi đây như một khối thống nhất đầy kiên cường, bảo vệ và che chở lẫn nhau. Và dù có bị đả thương, có bị quật ngã không biết bao nhiêu lần, thì họ vẫn sẽ vực dậy và lớn mạnh bằng tình bạn, tình đoàn kết, bằng sợi dây liên kết giữa người với người. Tiếp đến, mình sẽ nhận xét về phần hành động và kỹ xảo của bộ phim. Kamen Rider Double Forever A to Z Ume no Gaia Memory phân bố các phân cảnh chiến đấu khá hợp lý ở mỗi mạch phim. Phim được chỉ đạo võ thuật khá bắt mắt, với những pha chiến đấu trần trụi, thực tế nhưng không kém phần kỹ thuật. Thêm vào đó là rất nhiều những phân cảnh táo bạo, được sử dụng kỹ thuật Cascader, được nâng tầm bởi những góc quay vô cùng đẹp mắt, đa dạng, kết hợp với nhiều động tác máy. Đặc biệt, bởi phim được đạo diễn bởi ông hoàng cháy nổ đại tài Koichi Sakamoto, nên các phân cảnh chiến đấu trong phim cũng được nâng tầm một cách đáng kể. Phim có một vài góc máy thấp đặc trưng cho phong cách của đạo diễn Koichi, đã vô cùng thành công trong việc tô lên tầm vóc của nhân vật. Kỹ xảo được sử dụng trong phim cũng tương đối mượt mà và đẹp mắt. Không chỉ vậy, ở khâu hậu kỳ của Kamen Rider Double Forever A to Z Ume no Gaia Memory, mình đặc biệt ấn tượng với cách mà nhà sản xuất đã blend màu phim với tông màu lạnh, u tối và đơn sắc và độ tương phản cao. Một bối cảnh của thành phố Futo tối tăm, lạnh lẽo trong một ngày dài tồi tệ đã được khắc họa một cách vô cùng trọn vẹn. Xong, có một điều mà khán giả xem phim có thể dễ nhận thấy là phim khá tiết chế những phân cảnh máu me. Cụ thể ở đây là những cảnh nhóm Never đi đổ sát người dân hay cảnh Maria bị bắn ở cuối phim. Tiếp theo là phần âm nhạc của bộ phim. Đây tiếp tục là một điểm đáng khen của A to Z Ume no Gaia Memory. Các khúc chủ đề mang tên Double được thể hiện một cách đầy tha thiết, cuốn hút
qua giọng ca của nam ca sĩ Mitsuru Matsuoka, cũng chính là người thủ vai nhân vật Daido Kasumi. Với chất giọng nội lực vô cùng đặc trưng, nam ca sĩ cùng với bài hát chủ đề kia đã để lại một dấu ấn vô cùng đẹp đối với mình. Cuối cùng sẽ là một vài thông tin bên lề xoay quanh bộ phim. Kamen Rider Double Forever A to Z Ume no Gaia Memory có một phiên bản Director's Cut được chiếu ở Superhero Max 2012, một sự kiện đặc biệt của TV Asahi. Phân cảnh Kamen Rider Joker chiến đấu với Hito Pant có một chi tiết nhỏ nhỏ gợi nhắc tới tư thế quen thuộc của Kamen Rider Ichigo. Cảnh Queen và Elizabeth bàn giao lại T2 Memory cho Shotaro. Họ dơ ra trước ống kính 3 memory bao gồm Excel, Key và Bird, với 3 chữ cái đầu viết tắt lần lượt là A, K, B. Đây là một easter egg nhỏ nhỏ cho việc hai diễn viên Tomomi Itano và Tomomi Kasai đều là những thành viên của nhóm nhạc nữ AKB48. Phần cảnh Narumi Shokichi xuất hiện trong phim không phải do nam diễn viên Koji Kikawa đảm nhiệm, mà chỉ là một nhân vật đóng thế. Sự xuất hiện này cho thấy rằng ông chủ vẫn luôn dõi theo và hỗ trợ cho Shotaro ngay cả khi đã qua đời. Vậy trên đây là những review đánh giá của chúng mình về bộ phim Kamen Rider Double Forever A to Z Ume no Gaia Memory. Có thể nói tính tới hiện tại thì đây vẫn là một movie Kamen Rider được chúng mình đánh giá rất cao. Một bộ phim chỉnh chu cả về mặt cốt truyện, xây dựng nhân vật, hành động, kỹ xảo, âm nhạc, làm trọn vẹn cả về trải nghiệm hình ảnh, âm thanh cũng như cảm xúc của người xem. Bài review ngày hôm nay sẽ khép lại tại đây. Nếu như yêu thích video này, các bạn đừng quên like, share và subscribe để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video thú vị hơn nữa nhé. Mình là Kaitoki của Rateka Media. Xin chào. Anet đã hết phong ấn. Cậu là cuối cùng. Joker. Tôi và cậu không thể chiến đấu với nhau.